Ok, hello mọi người, tôi là Đồng Giang đây. Thì video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mấy ông hai cái công cụ mà để sao chép nội dung nha, bài viết, biến bài viết của người khác thành bài viết của mình cực dễ nha. Thì đây gọi là một cái công cụ spin content. Thì nói chung là cái công cụ này rất là hay, nó sẽ giúp cho mấy ông gọi là đặc biệt để nhờ cho mấy ông sale nha, mấy ông mà lừa viết bài á, lấy bài của người khác mà về làm bài của mình á, mà sợ bị trùng không, sợ bị nó đánh dấu bản quyền á, thì mấy ông xài cái công cụ này gọi là ông vẫn viết bài xịn như thường nhưng mà không bị trùng. Ok, hôm nay tôi sẽ vô luôn nha. Đây thì có hai công cụ đầu tiên á, là công cụ là chắc chắn coi cụ gì của nó à, là subin.org nha. Cái này tôi hay xài. Mấy ông yên tâm là mấy công cụ này là tôi đã test hết rồi và xài ngon lành ha. Tôi mới giới thiệu với mấy ông. Ok, nó bấm lên đăng nhập nha. Đầu tiên bấm vào đăng ký thì đơn giản lắm, chỉ cần cái tài khoản email là xong. Ok, giờ tôi có tài khoản, tôi bấm đăng nhập với còn nào. Ok, vô tới đây rồi đúng không? Xong mấy ông vô cái phần công cụ này, đấy spin content này mấy ông thấy không? Nó còn những cái công cụ khác nữa ha, mấy ông tự vô xem thêm nha. Nhưng mà video này tôi nói về spin content. Ok, bấm vào. Trời ơi, rất tuyệt vời luôn, mà nó miễn phí nữa. Tôi đảm bảo ở mấy ông ngoài kia ra không phải dễ để tìm những cái công cụ miễn phí như vậy đâu nha. Giờ tôi ví dụ nha. Ví dụ tôi muốn tráo xào bài spin cái bài nội dung là nói cái gì. Ok, đi vô cái đầu tiên nha. Lượng bài này nha. Thì mấy ông có thể copy hết nguyên cái bài viết người ta luôn ha. Nhưng mà ở đây tôi làm demo nên là tôi chỉ copy cái phần đầu tiên cho mong thôi nha. Đó, mấy ông để ý nha, nó có spin cả tiêu đề cho mong luôn. Ở đây ghê chưa, thiệt tình là mình sell như thế này chắc chết thật, đầy đủ luôn. Ok, đó xong mấy ông bấm vào cái trộn nội dung rồi nè, bấm vào tìm từ đồng nghĩa trước nha, tìm từ đồng nghĩa trước. Đó, tức là cái công cụ này nó vận hành như thế nào, đơn giản lắm, nó sẽ thay thế, nó tráo cái nội dung ha. Ví dụ như này, khái niệm nó sẽ tráo thành định nghĩa, mấy ông xem bên đây nha. Đây, khái niệm nó sẽ thay thành cái từ đồng nghĩa, một nó thành với thành số 1 đúng không, ai cấm đâu. Đó, ví dụ như là rất quen thuộc này, này tưởng chừng này, rất này, cực kỳ, vô cùng, siêu này. Không, thì đó, đấy là cách mà những cái trang web này nó dùng để nó spin nội dung, nó spin content ha. Sau khi mấy ông nói chung là xong, mấy ông bấm trộn nội dung, anh tôi làm nhanh thôi nha. Đó, đây là cái content sau khi đã trộn, sau khi đã spin đó. Ok, bây giờ mấy ông copy, mấy ông làm bài thì cũng mấy ông thôi. Đấy, cái tiêu đề nó cũng spin cho mấy ông này, những điều phải biết về marketing từ A đến Z đúng không, những điều cần biết ha, là những điều phải biết ghê không? Xong mấy ông giờ Ctrl A copy về rồi dán cho bài của mình là xong ha. Ok, tôi còn một cái công cụ nữa, đó là spinbot.com. đây thì đây là cái công cụ, nó còn đơn giản hơn cái ông này, nhìn nó có vẻ đơn giản hơn ông này ha. Nhưng mà cái công cụ này là chuyên về tiếng Anh thôi, nhưng mà được một cái, mặc dù là chuyên tiếng Anh thì nó phù hợp cho những ông nào biết content bằng tiếng Anh ha, nhưng mà nó sẽ cũng rất là phù hợp cho mấy ông xài tiếng Việt. Vậy sao? Bởi vì nếu ông xài cái này kiểu này thì gọi là không trùng luôn á, khó bị trùng, cực kỳ gọi là có xác suất trùng là không, nhưng không có luôn. Thì tôi hướng dẫn mấy ông cách spin trên cái trang này nha. Bình thường là tiếng Anh thì cái này tiếng Anh thì nó tráo rất đơn giản luôn, nhưng mà qua giờ mình muốn spin tiếng Việt thì sao? Ok, mấy ông hướng dẫn dễ mà đúng không? Đó, ví dụ như cái trang này. Đấy, giờ tôi muốn gọi là nó không trùng bất kỳ ai luôn. Đó, vô trang này tôi bấm tiếng Việt, tôi dán vô. Nó ra đóng tiếng Anh đúng không? Xong rồi mình copy đóng này luôn. Copy nó, xong dán qua đây. Ông này tôi maximum 10.000 mà nhiều vô tư. Đó, tôi giúp hướng dẫn đơn giản thôi nha. Xong rồi bấm tôi không phải là con người. Tôi là con người. Đó, chọn chiếc quyền đúng không? Quyền.
Mấy cái này phải thuyền không nhỉ? Tôi kiểm tra đi. Ok, sẽ bấm go. Ok, cái đây là writing gì rewriting test là mấy cái mình đã tráo rồi đó, xong ông copy dán lại ngược lại bên đây. Đó, giờ nó ra một cái mới nữa. Trời ơi, coi gọi là tôi bạn bảo cái này mà không trùng ai luôn. Không sợ trùng nữa đúng không? Copy qua đây dán lại là bên đây một lần nữa. Trời sao mà trùng được đúng không? Đây một cái công cụ mà gọi là thiên biến vạn hóa cái content cho mấy ông. Cực kỳ phù hợp cho anh em nào thích SEO, làm cái SEO mà gọi là chỉnh chu ngay từ đầu nha. Rất là thích hợp cho mấy anh muốn thích chỉnh chu những bài content đầu tiên của mình ha. Ok. Đó, xong rồi mấy ông dán đi làm thôi. Ok. Video của tôi đã đến đây kết thúc, thì tôi sẽ những video tiếp theo của tôi sẽ hướng dẫn các ông về những cái liên quan đến digital marketing, đặc biệt là SEO, Facebook hay là những thứ khác ha. Nói chung là hướng dẫn rất ngắn gọn và đơn giản, tôi mang những cái gì mà tôi biết ra tôi hướng dẫn mấy ông luôn, thiệt luôn. Ok, hy vọng mấy ông thích video này nha. Thích thì xem tiếp những video tiếp theo. Ok, bye bye mọi người nha.